Xin chào các em, cô là cô Thu, giáo viên tại trang web khóa học trực tuyến khoahoc.vietsach.com. Hôm nay thì cô sẽ cùng hướng dẫn các em cách giải bài tập sách giáo khoa trong chương trình hóa học lớp 9 ở bài số 28 là bài các oxit của carbon. Trong các oxit của carbon chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về hai oxit đó là carbon oxit và carbon dioxide. Thì với carbon oxit thì các em sẽ cần nhớ công thức của nó là CO này, phân tử khối là 28. Nó sẽ có cái tính chất vật lý đó là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn so với lại không khí. Sở dĩ nó nhẹ hơn so với không khí là vì cái tỷ khối hơi giữa CO với lại không khí là bằng 28/29, thì tử đang nhỏ hơn mẫu, thì dẫn tới là cái phân số đang nhỏ hơn 1, và chúng ta có thể kết luận được là CO là chất khí nhẹ hơn không khí. Một yếu tố rất đặc biệt mà chúng ta cần phải chú ý đó chính là khí carbon oxit là một chất khí rất độc. Chuyển sang phần tính chất hóa học, thì carbon oxit là oxit trung tính này, và ở điều kiện thường thì nó không phản ứng được với nước cũng như là kiềm và axit. CO ở đây nó đóng vai trò là chất khử. Ở nhiệt độ cao nó có thể khử được khá là nhiều các oxit kim loại, ví dụ như là nó có thể khử được CuO chẳng hạn để tạo ra CO2 và đồng kim loại. Hoặc là CO có thể khử được oxit sắt ở nhiệt độ cao tạo ra sắt cộng với CO2. Ở trong không khí thì CO cũng có khả năng tham gia phản ứng với lại oxy tạo ra CO2. Và chúng ta sẽ phải nghiên cứu về ứng dụng của cái khí carbon oxit này. Thì carbon oxit nó sẽ có ứng dụng đó là nó được ứng dụng nhiều ở trong công nghiệp, dùng CO được dùng làm nhiên liệu hoặc làm chất khử. Ngoài ra nó được dùng làm trong nguyên liệu ở công nghiệp hóa học. Đó là một số cái kiến thức lý thuyết mà các em cần nắm được ở trong phần carbon oxit. Sang hợp chất thứ hai được học ở trong bài ngày hôm nay đó chính là carbon dioxide. Carbon dioxide hay còn được gọi là carbonic và có công thức phân tử là CO2, phân tử khối là 44. Về tính chất vật lý thì CO2 là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn so với lại không khí vì cái tỷ khối hơi của nó lớn hơn 1. Và người ta có thể rót CO2 từ cốc này sang cốc khác là do cái khả năng đó là nó là do là CO2 là chất khí nặng hơn so với lại không khí. Và CO2 thì không duy trì sự sống và sự cháy. Khi mà CO2 bị nén và làm lạnh thì hóa rắn và người ta gọi là nước đá khô. Đây cũng là một trong những cái lý thuyết mà trong chương trình hóa học rất hay khai thác ở trong các câu hỏi trắc nghiệm nhé. Người ta có thể dùng nước đá khô để bảo quản thực phẩm. Về tính chất hóa học của CO2 thì CO2 là một oxit axit. Vậy nó sẽ thể hiện đầy đủ các tính chất của một oxit axit. Tính chất đầu tiên đó là khi mà chúng ta cho CO2 tác dụng với nước thì nó sẽ tạo ra H2CO3. Thì H2CO3 là một axit yếu. Là một axit yếu và kém bền, dễ bị phân hủy tạo thành CO2 và nước. Và chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm nhỏ đấy là cho một mẩu giấy quỷ tím vào trong ống nghiệm đựng nước này, rồi sục khí CO2 vào. Thì hiện tượng thu được sẽ là giấy quỷ tím chuyển sang màu đỏ. Sau khi đun lại thì giấy quỷ tím thì lại chuyển thành màu tím do là cái H2CO3 bị phân hủy tạo thành CO2 và nước, đúng không? CO2 cũng có khả năng tác dụng với các dung dịch bazơ để tạo ra muối. Thì ở trong bài học ngày hôm nay thì ngoài cái việc là CO2 có khả năng phản ứng với natri hydroxit tạo ra natri carbonate thì nó còn có khả năng tạo ra muối natri hydrocarbonate là một trong những cái muối axit. Vậy thì dựa vào đâu chúng ta xác định được là phản ứng đang tạo ra muối trung hòa hay muối axit? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái tỷ lệ giữa số mol của CO2 và NaOH tham gia vào các phản ứng. Tính chất tiếp theo đó là tác dụng của CO2 với lại oxit bazơ. Thì CO2 có khả năng phản ứng với oxit bazơ để tạo thành muối. Ví dụ như là CO2 phản ứng với CaO tạo ra CaCO3 chẳng hạn. Ứng dụng của CO2 thì người ta sử dụng CO2 để chữa cháy này, bảo quản thực phẩm, hoặc là còn được dùng ở trong cái quá trình sản xuất nước giải khát có ga, sản xuất soda hoặc là phân đạm. Đó là các vấn đề lý thuyết cần nhớ ở trong bài các oxit của carbon. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung lớn thứ hai trong video ngày hôm nay, đó chính là phần hướng dẫn giải các bài tập trong sách giáo khoa.
Sách giáo khoa của chúng ta thì gồm có 5 bài tập xoay quanh ở trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta đi vào bài tập đầu tiên. Hãy viết các phương trình hóa học của CO với A khí oxy và B là CuO, cho biết loại phản ứng, điều kiện phản ứng, vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó. Thì cô sẽ có như sau. Cái phản ứng đầu tiên là phản ứng giữa CO với lại oxy. CO cộng với oxy thì sẽ tạo ra CO2. Phản ứng này cần phải có nhiệt độ đúng không ạ? Và trong phản ứng này chúng ta cân bằng 2 vào CO2 và 2 vào CO. Vai trò của CO trong phản ứng này. CO đang có vai trò là đi chiếm mất oxy ở trong oxy không khí đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ có cái vai trò ở đây, nó đóng vai trò là chất khử. CO là chất khử. CO là chất khử ở trong phản ứng này. Được chưa? Còn ứng dụng của cái phản ứng này đấy là trong phản ứng này có tỏa ra nhiều nhiệt. Vậy thì ứng dụng của phản ứng. Hoặc là cô có thể chỉ ra cho các bạn cái nội dung lý thuyết ở đây. Đó là CO cháy trong oxy hoặc không khí với ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt. Vậy thì người ta sẽ ứng dụng cái phản ứng này trong quá trình đó là dùng làm nhiên liệu. Dùng làm nhiên liệu. Dùng CO làm nhiên liệu. Vì nó có thể cung cấp nhiệt. Đúng ạ? Phản ứng thứ hai. Tức là phản ứng đầu tiên này, phản ứng thứ hai đó là phản ứng giữa CO với lại CuO. Thì CO có khả năng phản ứng với CuO ở nhiệt độ cao, tạo ra Cu và giải phóng ra phân tử CO2. Vai trò của CO trong phản ứng này cũng là chất khử. Là chất khử. Và ứng dụng của cái phản ứng này. Ứng dụng. Trong phản ứng này thì CO đang có vai trò đấy là trong cung cấp cái chất để sản xuất ra kim loại. Ứng dụng trong điều chế kim loại. Trong điều chế kim loại. Được chưa ạ? Đó là bài tập số 1 trong sách giáo khoa trang 87. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 2. Tiếp tục với bài tập số 2. Hãy viết phương trình hóa học của CO2 với dung dịch NaOH và ClH2 lần trong trường hợp A là tỷ lệ số mol CO2 chia số mol NaOH bằng 1 chia 1 và B là tỷ lệ số mol CO2 chia ClH2 lần bằng 2 chia cho 1. Rồi, ở bài tập số 2, chúng ta thấy được là cái phản ứng giữa CO2 với NaOH theo cái trường hợp là 1 chia cho 1 thì phương trình phản ứng diễn ra như sau. Đó là CO2 phản ứng với NaOH sẽ tạo ra NaHCO3, NaHCO3. Và phản ứng thứ hai là phản ứng giữa CO2 với CaOH hai lần trong trường hợp là tỷ lệ 2 chia cho 1 thì CO2 sẽ cộng với CaOH hai lần này. Cái tỷ lệ của phản ứng đó là tỷ lệ của CO2 là bằng 2. Vậy đây là hai lần này thì sẽ thu được sản phẩm tương ứng là CaHCO3 tất cả hai lần. Như vậy là hai cái sản phẩm tạo thành ở đây đều là muối axit. Chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3. Có hỗn hợp hai khí gồm CO và CO2. Nêu phương pháp hóa học để chứng minh sự có mặt của hai khí đó. Hãy viết các phương trình hóa học. Đây là một bài tập cũng khá là hay, bài tập chứng minh sự có mặt của hai chất khí ở trong một hỗn hợp gồm có CO và CO2. Như vậy là để nhận biết sự có mặt của CO2 thì chúng ta có thể sử dụng cái phản ứng đó là CO2 có khả năng làm đục nước với trong đúng không ạ? Còn để nhận biết sự có mặt của CO thì các em có thể sử dụng oxit của đồng. CuO, oxit đồng là chất rắn có màu đen. Nếu như các em dẫn CO đi qua cái CO dẫn CO đi qua chất rắn CuO đã được đun nóng ấy ở nhiệt độ cao thì từ đồng đen sẽ chuyển thành đồng đỏ. Vậy là chúng ta nhận diện được có sự có mặt của CO ở trong hỗn hợp này. Vậy cô có thể trình bày như sau. Đó là dẫn hỗn hợp
qua dung dịch nước vôi trong. Nước vôi trong. Thấy có vẩn đục trắng. Thấy có vẩn đục trắng. Vậy từ đây chứng tỏ được là hỗn hợp khí có CO2. Hỗn hợp khí ở đây có CO2. Tiếp tục. Vậy phản ứng xảy ra ở đây là CO2 cộng với nước vôi trong, đây các bạn dùng dư nhá. CO2 tác dụng với CaOH 2 lần sẽ tạo ra CaCO3 cộng với nước. Đến bước thứ hai, các bạn sẽ dẫn hỗn hợp. Dẫn hỗn hợp qua CuO nung nóng. Thì sẽ thấy là chất rắn ban đầu. Chất rắn ban đầu có màu đen. Sau phản ứng tạo chất rắn màu đỏ. Tạo chất rắn màu đỏ. Như vậy là chứng tỏ là có CO. Chứng tỏ là có CO. Và khi đó xảy ra phản ứng là CO cộng với CuO tạo ra Cu và cộng với CO2. Phản ứng này cần phải có nhiệt độ làm xúc tác. Đó là một trong các cách dùng để nhận biết ra, để chứng minh sự có mặt của hai khí là CO và CO2 ở trong một cái hỗn hợp. Chúng ta đi vào bài tập số 4. Đi vào bài tập số 4. Bài tập số 4 là trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học. Thì dung cái hố nước tôi vôi thì nó sẽ chứa cái dung dịch là dung dịch nước vôi trong CaOH 2 lần đúng không? Sau đó thì ở trong không khí của chúng ta sẽ chứa một lượng nhỏ CO2, mà CO2 lại là chất khí nặng hơn không khí, như vậy nó sẽ ở cái tầng khí thấp đúng không ạ? Như vậy là CO2 sẽ có khả năng phản ứng với lại CaOH 2 lần để tạo ra CaCO3. Vậy thì cái chất rắn, cái lớp màng chất rắn này chính là CaCO3. Được chưa? Vậy câu số 4 này chúng ta sẽ giải thích như sau. Nước tôi vôi. Nước tôi vôi thì nó sẽ chứa CaOH 2 lần. Còn trong không khí, không khí thì có CO2. Vậy là khi đó sẽ xảy ra phản ứng. Xảy ra phản ứng. Đó là CO2 cộng với CaOH 2 lần để tạo ra CaCO3 cộng với nước. Và CaCO3 chính là lớp màng chất rắn. Là lớp màng chất rắn. Được chưa? CaCO3 ở đây chính là lớp màng chất rắn được tạo thành. Đó là với bài tập số 4. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 5. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp gồm CO và CO2. Biết các số liệu thực nghiệm sau. Thứ nhất là dẫn 16 lít hỗn hợp gồm CO và CO2 qua nước vôi trong dư thì thu được khí A. Để đốt cháy hoàn toàn khí A thì cần 2 lít khí oxy. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hỗn hợp này của cô gồm có CO và CO2. Vậy thì khi dẫn hỗn hợp qua nước vôi trong dư thì chỉ có CO2 phản ứng mà thôi. Được chưa? Và khí A ở đây sẽ là khí CO được thoát ra. Để đốt cháy hoàn toàn khí A chính là khí CO đấy, thì cần có 2 lít khí oxy. Như vậy cô sẽ có các cái phản ứng diễn ra như sau này. Trước tiên là biện luận một chút đúng không? Đó là khi dẫn CO và CO2 qua nước vôi trong dư. Qua nước vôi trong dư. Thế CO2 phản ứng.
Khí A là CO. Khí A là CO. Và khi đó cô có được đấy là gì ạ? Là CO2 sẽ phản ứng với CaOH 2 lần tạo ra CaCO3 cộng với lại nước. Phản ứng thứ hai, đây là phản ứng số 1 này, phản ứng số 2 là phản ứng đốt cháy khí khí A chính là khí CO đấy, là CO cộng với oxy ở nhiệt độ thu được CO2, cân bằng 2 và CO2 và 2 vào CO, đây là phản ứng số 2. Được chưa? Để đốt cháy hoàn toàn khí A thì cần 2 lít oxy. Như vậy trong cái phản ứng số 2 này thì cô có là cái thể tích của khí oxy đang cần là bằng 2 lít. Đơn vị là lít. Như vậy là thể tích của CO thì gấp 2 lần thể tích của oxy. Như vậy ở đây sẽ là 4 lít. Thì theo phương trình số 2, theo phương trình số 2 đấy thì cô sẽ có là V của CO bằng 2 lần V của oxy. Như vậy sẽ bằng 4 lít. Từ đây cô tính ra được thể tích của CO2 sẽ bằng 16 trừ đi 4, nghĩa là bằng 12 lít. Đáp án yêu cầu là tính thành phần phần trăm theo thể tích. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có là phần trăm theo thể tích của CO sẽ bằng 4 chia cho 16 nhân với 100%. Được chưa ạ? 4 chia cho 16 và nhân với 100% và chúng ta sẽ tính ra được cái phần trăm theo thể tích đúng không ạ? Cô có 4 chia cho 16 nhân với 100 bằng 25%. Bằng 25%. Như vậy là phần trăm theo thể tích của CO2 sẽ phải bằng 100% trừ 25% có nghĩa là bằng 75%. Và như vậy cô vừa dẫn các em làm xong các bài tập sách giáo khoa ở trong bài các oxit của carbon. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video bài giải tiếp theo. Chúc các em học tập tốt và nếu như có bất kỳ vấn đề gì cần thắc mắc với cô về lý thuyết cũng như là các bài tập, các em có thể comment xuống phía dưới các video.